Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2024. Tối hôm nay 16 tháng 1 là miền Bắc trên kênh nó không có gì. Mong anh chị em quan hỷ cùng tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày 17 tháng 1. Con mà thủ mình dự đoán đó là cái con 59. Song thủ mình dự đoán cái cặp 13-31. Anh chị em hãy tham khảo, chúc cho anh chị em có nhiều may mắn cho ngày mai thứ tư 17.